lúc tương lai thành tài sẽ phiền. Let's go. Ngày gì có khăn đâu, cả nhà ở bên nhau. Điều đó sẽ có sự từ nay con sẽ lớn hơn. Sáng sáng bước qua trong gai rất nhiều. Ở tập trước, các gia đình đã có một ngày dài cùng nhau với rất nhiều các hoạt động thú vị. Khởi động sương sương với thử thách tiêm phong. Sau đó hào hứng với các chặng thử thách đi tìm kho báu. Cuối cùng là ấm cúng với buổi tiệc ngủ ngập tràn tiếng cười. Và kết thúc một ngày, một thử thách bất ngờ đã được thông báo đến các ông bố. Ở tập này, các ông bố sẽ phải tự mình thực hiện thử thách đó để có được thật nhiều lợi thế trong bữa ăn sáng của năm gia đình. Và điều đặc biệt hơn hết chính là đêm tiệc trưởng thành đánh dấu cho sự lớn khôn của các bé cũng như khép lại hành trình của thử thách lớn khôn mùa 2. Hãy cùng chúng tôi tận hưởng chặng đường cuối, cả năm gia đình đồng hành cùng nhau nhé! Tập 10. Con đã lớn khôn. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với thử thách lớn khôn mùa 2. Và Nicky đang đứng đây chờ gia đình của chúng ta. Và mọi người đã xem Pyjama Party thì không biết là mọi người còn nhớ rằng là chúng ta có một cái thử thách dành cho tất cả các gia đình và đặc biệt là dành cho các ông bố, đúng không ạ? Nhưng mà mọi người vẫn đang băn khoăn từ tập trước khi mà mọi người xem Pyjama Party là không biết là lợi thế mà các ông bố hoặc là những cái thử thách mà các ông bố sáng nay sẽ phải làm là gì, đúng không ạ? Thì bây giờ Nicky sẽ giới thiệu luôn cho mọi người. Đó chính là ta-da! Ở đây mọi người có thể thấy là ở đây là có những chiếc giỏ này và những dụng cụ từ cái mâm này, cái mẹt này, cái tô này, cái chén cũng như là cái gọi là một cái vá, đúng không ạ? Và mọi người cũng đang băn khoăn rằng là những cái này thì liên quan gì đến bữa ăn sáng. Nhưng mà không đâu, để Nicky giải thích cho mọi người. Luật chơi của buổi sáng ngày hôm nay đó chính là đầu tiên các ông bố sẽ đứng ở khu vực này, xoay vòi voi 3 vòng. Sau đó thì sẽ dùng chân đá những đôi dép hoặc đôi giày của mình vào những cái giỏ này. Đá vào cái giỏ nào thì tương ứng với những cái giỏ đó là những cái đồ vật ở đây. Và vật dụng đó sẽ dùng là vật dụng để ăn bữa sáng của gia đình đó. Không biết rằng là cái vật dụng nào sẽ là vật dụng hợp lý nhất. Tại vì Nicky rất là băn khoăn không biết là đối với những vật dụng này thì ăn sáng ra làm sao, ăn sáng như thế nào. Nhưng mà quan trọng, mọi người còn nhớ một điều nữa không? Đó chính là ai dậy sớm, ai đến trước cũng sẽ có lợi thế, đúng không ạ? Thì đối với gia đình dậy sớm nhất sẽ được 5 lần đi lấy đồ ăn. Và gia đình dậy thứ 2 sẽ được 4 lần và cứ thế chúng ta giảm dần cho đến gia đình dậy cuối cùng. Nhưng mà mọi người nên nhớ rằng là giờ trễ nhất của chúng ta là 7:30. Chính vì thế mà những gia đình nào mà đến đây sau 7:30 thì sẽ không có cơ hội được ăn sáng. Và bữa sáng của gia đình đó sẽ được chuẩn bị một cách bất ngờ. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau xem gia đình nào sẽ có những bữa ăn nhiều lần nhất hoặc là gia đình nào sẽ có bữa ăn tồi tệ nhất ngày hôm nay nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem là ông bố nào sẽ là ông bố đến đầu tiên. Nicky cũng rất là băn khoăn đây. Sáng dậy được rồi, Phương đã dậy đúng giờ rồi. Hôm qua Phương cũng lo lắng là mình không biết có dậy đúng giờ hay không. Tại vì cái đêm hôm trước khi mà Phương đến thì không biết là lạ chỗ hay sao, Phương mất ngủ 2:30 sáng đã ngủ, đã tỉnh dậy rồi. Cho nên là Phương sợ là Phương sẽ bị mệt và bị ngủ quá. Nhưng mà cuối cùng thì hôm nay Phương đã dậy đúng giờ. Đi thôi. Hưng là vậy nè, hôm trước mà đi coi, hôm bữa mà Pyjama Party xong á mẹ, là đi qua bên anh Quân coi đá banh.
Cái xong Hưng mới nói ngày mai á anh em mình rủ nhau 7 giờ dậy đi, mình đi ra chung lúc là ai cũng bằng nhau hết. Mình muốn là người được đầu tiên đến. Để anh em mình đi chung đi. Vâng. Không cần tới ai là tới trước thôi. 6:30 mình bước ra thấy anh đang anh lấy anh ra mình anh trước. Anh em mình phải bước đều nha. Đây ví dụ, mọi người. Ví dụ mình bước vô anh cũng để báo thức nè. Không. Rồi sao 31? 6:30 tại vì em canh là đúng 6:30 em mới bước ra ngoài. Đúng, anh cũng vậy nè. Bây giờ mới là 6:31 mọi người. Sao? Anh em mình tới, anh em mình người cuối cùng. Oh, mình là người đầu tiên à? Oh. Ở phía xa xa kia hình như là có người tới rồi mọi người ơi. Ông bố nào dậy sớm vậy? Đâu ta? Ai là người đầu tiên ạ? À? Ôi, mình đã nghe thấy tiếng người. Đây không, đây là ông bố đầu tiên nha mọi người. Ông bố đầu tiên nha. Yeah! Chúc mừng chị Phương! Yeah! Có phải người đầu tiên không? Chị là người đầu tiên! Chị biết ơi! Chị biết không? Người đầu tiên có lợi thế hôm qua em nói rồi đúng không ạ? Là chúng ta sẽ được refill đồ ăn 5 lần. Là chị ăn thoải mái luôn. Còn luật chơi như sau nhá. Bây giờ chị vào thực hiện luật chơi luôn này. Đó là chị sẽ đứng sau cái vạch đó và chị xoay vòi voi 3 vòng. Ok. Xong chị ném dùng chân phi dép vào một trong 5 cái ô này. Đó chơi bựa. Thì đó. Mới đầu thì Phương rất là mong muốn mình là người đầu tiên. Phương cũng hồi hộp đấy là không biết là có ai không, bởi Phương thật sự muốn mình là người đầu tiên đến được. Và may mắn là khi mà đến thì đúng là không có ai cả, và lúc đó Phương rất là vui, rất là hạnh phúc là mình đã làm được, đấy là mình là người đầu tiên đến. Bây giờ chị chơi luôn đi chị, không là đối thủ của chị đang tới đấy. Ok. Chị thở hồn hển rồi. Cố lên chị. Vui vẻ hưng phấn quá, mình chạy nhiều quá. Mà Trang với lại bé này còn ngủ. Mà bây giờ mình phải dậy sớm để mình thực hiện một cái tương tác với mọi người tham gia chương trình. Hai anh em mình có phải là người sớm nhất không? Chắc chứ. Chị cứ làm sao quay được 3 vòng mà được. Chị nhắm đi đã, nhắm đi đã. 1 2 3, ok ok. Bên này bên giữa. Chị ơi, đâu bên giác của chị. Bây giờ chị phải chạy ra chị nhặt tiếp. Cái này quên mất. Khó lắm, làm sao mà. Anh à, buồn mất rồi. Trời ơi, đừng nói tới hết là cười chết. Gia đình tiếp theo, ôi mình thấy những bước chân giả bước tiếp theo rồi. Ui, chị đá thẳng vào cái bát nhưng mà không được. Em chào chị. Đây, chị ơi. Cố lên chị ơi. Hello, hello anh. Hai anh em tôi bước cùng bước nha. Cùng bước. Được rồi. Gần được rồi. Xếp hàng mọi người, bây giờ xếp hàng. Xếp hàng chừng nào người đầu tiên được, người sau mới được làm không tiếp. Không ạ. Mình xếp hàng chị đến lúc mấy giờ? Theo thứ tự. Chị đến đây phải được 10 phút rồi. Thôi vậy chị phạm luật rồi, không phạm được. Phạm luật rồi. À, không phạm luật rồi. Em thấy gì không ổn. Đúng 6 giờ em bước ra khỏi nhà. Đi về. Chị phạm luật rồi, chị đến. Vô là chị, bây giờ mọi người đừng xếp hàng đi, ai là người số 2 nào? Nhìn cho biết luật chơi này. Không, giờ hai anh em làm chung. Ta tới chung. Ok, làm chung nha. Bây giờ hai người đến cùng một lúc thì sẽ được xếp thứ hai luôn và sẽ được refill đồ ăn 4 lần. Và bây giờ mọi người chơi cùng luôn. Chơi song song luôn. Nghĩa là tranh giành nhau những cái ô này. À! Và bây giờ mọi người chơi cùng luôn. Chơi song song luôn. Nghĩa là tranh giành nhau
không tính, bởi vì là MC đang nói. Không, nhưng mà không sao rồi. Mời chị. Đây sẽ là gọi là dụng cụ dùng để đựng đồ ăn sáng ngày hôm nay của gia đình chị. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng. Hỏi bên nha. Quá tam sáu bận đấy. Trò chơi buổi sáng lúc mà MC Nikki giới thiệu cho Phương biết là Phương sẽ phải chơi như thế này, và Phương có thử một lần đầu là quay rồi ném dép thì không thể nào mà vào được cái rổ. Và Phương thử đến 5 lần rồi mà Phương nghĩ trời ơi, thế này thì làm thế nào mà vào rổ được vì nó quá khó. Thế nhưng mà may mắn cho Phương, hình như là đến lần thứ 6 thì là cái dép của Phương đã đi vào và Phương đã hoàn thành thử thách của mình trước khi những ông bố khác đến. Nên là Phương lại càng cảm thấy vui một chút, tự hào về cái việc là mình cũng đã là người đến sớm nhất. Đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, đúng rồi đấy. Đúng rồi. Phạm Ô phải nắm tay vào ô. Một. Phạm, ừ đúng rồi. Hai. Em ném phát được luôn này. Ba. Đánh một tiếng vào. Ném. Mình phải tránh ra. Ném xem. Giờ trước đi em. Ôi. À, không có đâu em. Sao rồi? Đây là cái khi một cái vòng cuối rồi. Được rồi, một vòng rồi ạ. Ok, được rồi ạ. Một vòng thôi ạ? Không, anh... Ba vòng, đúng rồi. Ba vòng lại từ đầu. Ba rồi đúng không? Đi. Được rồi. Có người tiếp theo tới mọi người ơi. Nhanh. Nhanh không làm mình càng nhiều người. Không ai tới à? Có một đoàn kia đang tới. Đang đoàn tới kia mọi người. Gần được. Ủa mình tiểu xảo được đúng không? Không thể. Chị chơi rất fair play cho nên là mọi người cũng phải như thế. Ai tới ta? Sao không nhìn thấy ai? Ai đấy ạ? Không có ai cả. Anh nói chuyện với ai? À thì ra là anh Quân. Trời. Hello anh Quân. Anh Quân. Sao mà hẹn nhau 7 giờ, trời ơi, liêm sĩ của các bạn bỏ đâu. Bây giờ 6:40 mà anh, đúng không? Anh sao dặn rõ với anh là 7 giờ mới được dậy nghe chưa? Trời ơi, mà... bây giờ 6:40 thôi anh đã đến rồi. Chúng ta cũng chỉ là những chú lươn gặp nhau thôi. Không biết được. Khó lắm. Đây, bây giờ anh Quân anh nhìn xem là anh biết luật chơi này. Mình cứ đinh ninh là mình là người đi sớm nhất, ai cũng vậy hết. Vì tối hôm qua là hứa nhau đúng cái giờ đó mới được đi nha. Thì mình đã lén mình đi sớm nửa tiếng rồi, mà ra đó là thấy có hai bạn mà không tiện nói tên ở đây, là hai bạn cũng đã đi sớm trước đó nửa tiếng nữa rồi. Bây giờ anh Quân là sẽ đến thứ 1, 2, 3, 4. Anh Quân sẽ đứng thứ 4, thành ra là sẽ được review đoán 2 lần. Không, nhưng mà em nghĩ à, không em nghĩ nó chưa đúng rồi. Yo, lấm tét. GoPro lấm GoPro, anh cho đi cái GoPro luôn á. Một, hai, ba. Ok, em xoay kiểu này xong. Trời em ơi, không kiểu... được dép tôi bự quá, hết muốn ăn sáng luôn đấy. Đâu ném đi. Nhưng mà cái ninh này. Tại sao thế? Có nghĩa mình sẽ fill up 4 lần bằng cái này. Mình vào cái rổ nào thì mình. Nhưng mà như vậy đến sớm làm gì? Thì quan trọng là cái kỹ năng thôi mà. Trời ơi. Ví dụ mà đến muộn mà vào cái này thì cũng sẽ được ít lần hơn. Bây giờ mình được 4 lần thì mình đỡ hơn. Chứ đến chót là đúng 4 lần. 4 lần mà không được bằng 1 lần của cái này này. Không bằng 1 lần cái của này, cái bát cái này. Cái này ok này. Anh nhớ là anh ném khoảng tầm 6-7 lần thì không biết có phải 6-7 lần không? Tầm đấy thì phải. Nhưng mà kiểu cái cảm giác một sáng mình vừa mới ngủ dậy, mình chưa được ăn sáng, thậm chí là chưa uống miếng nước nào, kiểu như là vội vàng vàng chạy ra để sợ không kịp với mọi người ấy, mà phải xoay, đầu tiên xoay 3 vòng thôi đã thấy chóng mặt lắm rồi, xong lại còn phải tung cái dép đấy vào phải đúng cái vị trí đấy nữa. Đấy thì lần thứ nhất bắt đầu là thấy bình thường,
còn đỡ. Bắt đầu lần thứ hai là anh bắt đầu anh thấy kiểu chóng mặt, anh thấy kiểu khó chịu rồi, kiểu như cứ xoay như này. Thế mãi về sau lần cuối cùng ấy, khi mà anh ném vào ấy, kiểu như cảm giác thích ơi là thích, nhưng mà cuối cùng thì mọi người lại bảo là ném vào là đúng cái ổ cái chén này. Good morning. Xin chào tất cả mọi người buổi sáng. Và Quốc Nghiệp đang đi trên một con đường của một cái khu nghỉ dưỡng. Ba mẹ con đang ngủ ở trong nhà, chỉ có riêng một mình Nghiệp thôi. Và bây giờ Nghiệp đang chuẩn bị với một cái thử thách gì đó ăn sáng. Không biết có bố nào dậy chưa thì Nghiệp không biết, nhưng mà có mình bố Nghiệp là dậy trước rồi. Cho nên thôi để tiếp tục xem tình hình đến đâu nha. Thật sự là ra cái luật chơi tối hôm qua thôi mà mình biết là mình đã thắng rồi. Tại vì đồng hồ báo thức ngày nào cũng phải dậy hết á, phải chở con đi học, cho nên Nghiệp quá bình thường, cho nên là cái tập này á, mà nếu mà Nghiệp có thắng á, thì là chuyện đương nhiên nha mọi người, chứ đừng có sắp đặt hay là biên tập kêu gì hết nha. Ồ, biên tập có nhắn tin sớm. Nhưng mà anh Nghiệp hình như là thực hiện đúng cái lời nói hôm qua của anh ấy hay anh sao? Anh đúng ấy? Mà thực hiện đúng luôn. Hôm qua vợ đến muộn. Không, anh Nghiệp không cần đâu. Phải tâm sự với nhau cũng lâu. Phong cảnh thiên nhiên với những cái không khí. Bữa nãy chạy bố nó quá trời. Trời được ơi. Vừa thôi. Thôi em đừng có đụng như chiếc dép của anh nữa, cái phong thủy nó không có tốt đâu, anh cứ đụng vô hoài. Em nhả dí cho anh rồi. Ai đã đang tới thì phải. Sao ai cũng nói là dậy 7:30 mà sao 7 giờ có mặt đây hết rồi. Mọi người có mặt từ lúc 6:30 anh ạ. Đúng 6:30 luôn. Vậy luôn hả? Vậy là anh là người dậy trễ nhất hả? Anh là người cuối cùng. Nãy giờ anh rất là tự tin là anh là một ông bố hoàn hảo, bởi vì ngày nào mình cũng 6:15 mình dậy. Nhưng mà nói... quan trọng là đến sớm, quan trọng là anh phải ném chúng ở đây cơ. Và anh đến cuối cùng nên anh chỉ được refill một lần duy nhất. Một lần duy nhất. Một lần duy nhất. Cái tập này á, mà nếu mà Nghiệp có thắng á, thì là chuyện đương nhiên nha mọi người. Chuyện đương nhiên nha mọi người. Khi mà chương trình ra một cái luật chơi là phải thức dậy từ 6:30 đến 7:30 được ăn sáng, và nếu như ai thức trễ thì sẽ bất lợi. Thì ai cũng đồng lòng, và nhất là những ông bố nói: anh ơi, Nghiệp ơi, sáng mai 7:00 chúng ta thức dậy cùng nhau nha. Chúng ta phải ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chơi cùng nhau. Thì sáng sớm có mình thức dậy thôi. Anh đợi đúng 7:00 anh mới bắt đầu anh đi từ nhà ra. Thì đi từ nhà ra thì vừa đến ngay cái chỗ chơi thì nhìn thấy 4 khuôn mặt. Mình nhìn thấy cái mặt ông Pha Bộ bự dần dần vậy đó. Xong rồi mình ngó qua mình thấy ông Quân mặc đồ, mặc rồi kia chưa rửa mặt luôn, tóc tai tèm nhem. Xong rồi mình nhìn qua cái thấy bà Lan Phương cũng không có make up. Rồi ông Phí Ngọc Hưng ông cười khà. Cái mình biết rồi, mấy ông này ông chơi mình mà ai cũng muốn ăn sáng sớm hết á. Là bây giờ sao anh phổ biến lại cho em coi là làm con vòi vòi. Bây giờ là hít đất 10 cái, chạy một vòng ở đây, ăn hết một cái trứng gà, xoay 10 vòng xong. Thì thôi thôi, ăn đi, biên tập xong hôm nay. Quay, mới vừa nghe vòi vòi. Quay 5 vòng, cầm này quay 5 vòng xong anh em à. Ủa 3 hay 5? 3. Trời ơi. Gian mình ngâm rồi đứng không nổi luôn. Thấy ông bố mày hậu qua đi lấy trứng đồ chung đội. Rồi, chơi nha. 3 vòng ạ. Sao có vòi vòi để gì vậy? Thôi ạ. Nhiều khi phát này vào luôn. 1. 5 vòng ạ. 2. À, ai bỏng ra rồi bonus thêm một cái luôn. Ok, bốn đi luôn, đi luôn. Ông này ra dễ đi chứ. Không nghỉ bây giờ anh vô làm về liền á. Trời ơi, nghỉ lâu quá. Anh vô làm về Sài Gòn liền đâu. Phải
đúng cần giết luôn đấy. Đó luôn. Nhiều khi phát này vào luôn đấy. Thôi, bây giờ anh em mình lòng lòng đi. Không về. Bây giờ mình cứ thử làm mấy lần đi. Không ổn với mình chạy lên đây bọn mình hứng cho nhau. Mà đẹp chứ, chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp như còn nhám. Cái này chẳng qua là em chưa có quen với lại cái độ nặng của cái đôi dép này thôi. Đúng rồi, là cho khác nhau. À, tôi không giao nghiệp lần nào, chỉ có một lần thôi. Vậy hả gì? Giá như là nghiệp phải lấy cái này. Ủa, nhưng mọi người cũng giống nhau thì có khác gì đâu. Gì hả? Vậy là giờ anh hết tính rồi hả? Còn mà. Thôi, mình tranh thủ ra, mình tranh thủ. Nani? Mọi người biết ai làm ra trò chơi này không? Ai? Những người mà hôm qua viết thơ á. Nói la quá là gì? Nói người ta quá. Một cây làm chẳng nên non. Năm gia đình chụp lại. Đi tìm chìa khóa. Đi tìm chìa khóa. Wow, thực sự xuất sắc. Anh lên hậu. Không, anh làm vậy em không thích đâu, nhưng mà em không thích đâu. Là được tính không anh? Vẫn được tính kìa. Mọi người bảo là thôi, như em là mô là giống như là Maradona ngày xưa, đụng mà làm vậy, làm thế là nhận. Cái quay vòi voi á, lần đầu tiên mình quay luôn á. Sợ chóng mặt đúng không? Quay có 3 vòng mà ba đã thấy chóng mặt rồi. 3 vòng mới thấy chóng mặt rồi. Xong rồi sao? Mình á, mình là người chân size 46 mà mình mua không hiểu tại sao á, mình mua cái đôi dép rồi mọi người. Nó có thêm cái viền ở xung quanh cái size chân của mình nữa thì nó thành ra 48 rồi. Cái dép như chiếc thuyền. Nó là chiếc sườn rồi mọi người. Xong rồi bây giờ á, quăng vô cái rổ không vừa. Rồi xong rồi dép cao su nữa, nó chạm xuống cái bung 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 của nó ao ra ngoài. Nhưng mà nhờ anh Quân bát của anh Quân sút vô cũng thành để có được cái tô chứ không thôi cũng xong rồi. Chồng mắt thay rồi. Thôi xong rồi bốn mình về đi để anh lấy cái rõ ra. Đi quay đi. Ủa, anh. Bây giờ không có sự lựa chọn đâu. Giờ phải lấy. Nhưng mà bây giờ quan trọng là có vào hay không thôi, còn nếu mà không vào thì sẽ không được ạ. À. Bây giờ phải cho vào chứ không vào đúng ngày hoài luôn đó. Đúng không? Mày lấy đà nè anh, chuẩn bị nha. Nhìn lấy đà cho nằm 1, 2, 3 để chế nè. Rồi. Không có gì anh, không có gì. Không có cầm nắm nhưng mà không có gì anh. Không có gì anh. Anh không có gì anh. Không có gì. Không phải. Ủa là trong đây làm gì có gì. Bây giờ chỉ còn hai. Bây giờ anh chỉ cần được ném đúng vào cái ô này thôi. Đúng, chỉ một ô duy nhất thôi ạ. Em bảo bây giờ anh quay phát 30 vòng luôn xong anh ném 10 lần. Đúng không anh? Được không chương trình? Được. Quay 30 vòng xong rồi ném 10 lần như này luôn. Đúng rồi. Được. Cái này giống sổ số này cơ chứ. Mà không lẽ kỹ thuật như siết như mình đỉnh cao của thế giới mà bây giờ đẩy cái này vô cũng không vô nữa. Thì đó, nè, cuộc đời nó kỳ lắm. Cái người mà hay nói hay khoe về anh là lâu mới vào lắm. 1 2 3 xỉu đó, quay ngược lại chứ. 4 5 6 Rồi, chơi hai phát trước đã. Không bỏ mà đại dương ơi. Anh tưởng tiếp viên siết đi rồi. Khi anh ném 10 cái. Anh còn 24 vòng nhá. Vậy thì bây giờ anh quay nốt 24 vòng còn lại. Thôi cả đi, đúng được. Nhanh hơn chứ không, quay tiếp đi. 1 2 3 Để nãy là như là em dư có một cái thôi nha. Đúng không? Để đúng nguyên tắc là 6, 9 vòng đó. 1 Thương ghê à? 2 14 gương mẫu, 14 Vĩ đại. Cũng khổ. Cái này con. Chương trình có thể ăn. Tự tua đi tua lại được không vậy? Khó lắm, tại background mỗi người cười kiểu mình không có gì quay lại được ấy. Trời đất, cái đầu thì Số mấy? Chắc luôn á. Số 3 chị Phải hiểu là anh Nghiệp ra với một tư thế kiểu rất là bình tĩnh,
quay rất là chuyên nghiệp, xong đến lúc ném dép cái động tác của anh ấy, em phải hiểu cái động tác của anh ấy ném dép rất là dứt khoát đúng không? Dứt khoát, rất là chuyên nghiệp, nhưng mà nói chung là nó hượt đến hơn 30 lần thì em nói chung là phải quay hơn 30 vòng thì em hiểu đấy. Anh Nghiệp cũng là một trong những top mà quay vòng nhiều nhất. Rồi. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh. Khổ lắm. Mà anh biết là nãy giờ cái đó là của anh không? Anh đâu cần phải quăng dép đâu. Phải không ta? Đúng rồi. Không còn ai lấy cái này nữa đâu đúng không? Ở đây thì chị Phương sẽ được 5 lần lấy đồ ăn. Tiếp theo Hưng và anh Sabo sẽ là 4 lần. Anh là 2 lần. Sao vậy? 4 là tới 3 chứ. Tại vì là hai người này chịu quyết định là chung số phận, không ai 3, không ai 4 hết. Nên là cái số 3 nó bị mất. Và cuối cùng là anh Hiệp sẽ được 1 lần duy nhất. Một giác cháo thôi cũng được nữa. Vâng, nhưng mà cho tất cả mọi người trong gia đình. À, cho gia đình anh hả? Anh không ăn sáng. Ok. Còn bây giờ thì mọi người đã hoàn thành thử thách buổi sáng rồi. Mọi người có thể quay trở lại gia đình mình để có thể ngủ tiếp. Hoặc là thông báo với gia đình mình là mình nhận được cái gì đó. Tùy mọi người thôi ạ. Còn bây giờ là thời gian free cho mọi người về gia đình ạ. Mẹ ơi. Ơi ba. Ba giờ rồi. Dạ. Chơi quay dòi dòi. Quay 3 vòng. Xong rồi phải quăng chiếc dép vô cái rổ. Để chọn đồ để đi lấy buffet. Trời. Vậy là cuối cùng chọn được cái cô đấy. Nhưng mà cái này là đỡ á. Ba với lại phía Ngọc Hưng tới trước. Xong rồi Hưng quăng vô được cái chén có chút xíu đường tương vậy. Dạ. Trời, cái chén như đây hả? Vậy là cái này có phải cái to nhất chưa? Không, của anh Quân là nguyên cái mâm á. Giống như là tiệc. Thôi đã. Thôi chúc mừng quay nha. Rồi quăng dép bự quá không vô rổ. Thôi vậy là giỏi lắm rồi. Hãy nhìn đi. Tôi tưởng như bà đi mua cái má bự bằng cái đâu vậy? Cái gì vậy anh? Vớt trứng như nè. Lát nữa mình sẽ ăn cháo bằng cách lấy cái này mình múc một giá này thôi cho cả nhà mình ăn. Ủa là sao? Tại vì sáng chơi trò chơi ai mà lấy cái gì á là sẽ ăn cái đó. Ba chơi trò chơi đó ba có ăn. Trời ơi xong rồi này ơi, có đồ ăn sáng rồi này ơi. Gì? Đồ ăn sáng gì nguyên cái mâm không vậy? Trời ơi mình hay lắm này ơi. Phải lấy cái đôi dép á, phải lấy cái đôi dép nè, phải quay quay vậy nè, phải quay vậy nè. Đây nè, xong rồi lấy đôi dép á, đá vô cái rổ kia, trúng cái nào lấy cái đó. Cái rổ có cái mâm này là cái rổ nhỏ xíu à. Thật ra là cũng không nghĩ, không ngờ là bất ngờ là chồng mình giỏi vậy, là tại vì về hào hứng lắm. Trời ơi, hả? Ba nè, đi coi nè, ba lựa được cái mâm nè. Trời ơi, gia đình Mona có cái chén nước mắm thôi à con ơi. Này kia nọ, lê. Mình nghĩ là ảnh giỏi lắm nha. Bà nói là ba phải đá vô một cái lỗ nhỏ xíu để có thể lấy được cái mâm bự này. Thì mình nghĩ là wow, cũng khéo đó. Ôi, cũng giỏi, cũng chính xác, độ chuẩn xác cũng khá là cao. Ai về bây giờ mới biết đá rất nhiều mới vô được. Không, nói chung là cũng có sự cố gắng vì miếng ăn của gia đình mình. Em ghi nhận, cảm ơn anh. Xong bây giờ mình sẽ lấy cái này là mình đựng đồ ăn, con hiểu không? Hiểu chưa? Đáng lẽ là ba mà nhận được cái mâm đó là mọi người khỏi cùng chơi luôn. Mọi người với nguyên gia đình con với mấy gia đình của Bì, Lina, Hùng Tâm, rồi Bona nhào vô ăn hết con nữa. Ăn hết nguyên cái mâm đó luôn. Ba đã mang được phần quà về cho Bona, đó chính là một cái để đựng thức ăn. Cái gì vậy? Vừa đến sớm rồi. Chán ghê. Nhưng mà cái phần mà mình quay này, khi mà mình hất vào ấy thì cái đấy hên xui đúng không? Làm sao mà mình tính được? Nhưng mà anh đến sớm thứ mấy? Tao phải đến sớm thứ mấy? Anh đến sớm thứ hai luôn ấy, xong rồi chị Lan Phương. Thì bây giờ nhá, anh tính là mình sẽ ăn bánh cuốn xong rồi. Bánh cuốn trong đó cũng không để được ấy. Bánh để cuốn, được một dòng bánh cuốn hết. Bánh cuốn bô ra chỉ cần ăn như này là đủ này. Mình để dày đến như này này. Nè để rồi. Nè để mấy ớt của Mona vô là vừa nè. Đó, ăn như đây thôi. Không thể ăn gì nữa đó. Chán. Nhưng mà ba cũng có công sức dậy sớm mà. Mona nói đi, chán ba gì? Chán ba gì? Chán ba miếng đi, ủng hộ. Rồi. Ủa? Mà tính của Nhân là Nhân hay kiểu càm ràm, Nhân hay nói cho biết thôi. Thật ra là tận sâu trong đáy lòng của mình thì mình cũng rất là cảm kích. Tại vì mình hiểu là dậy sớm xong rồi tham gia game để lấy được cái gì đó về cho mình. Trong cái đó mình ở nhà mình cũng
rảnh rỗi cũng nằm sướng điều hòa thì đó thì mình cũng phải biết ơn chứ, phải học cách biết ơn chứ đúng không? Nghe nhá, cái này nhá con biết dùng để làm gì không? Không, để mình đi ra buffet mình lấy đồ ăn sáng. Ừ, mình sẽ không được ăn bằng đĩa mà mình phải ăn bằng cái này. Yêu thương lắm luôn á, con hiểu không? Mẹ giữ kẹo giùm con nhé. Rồi đưa đây. Rồi mẹ giữ giùm con, mẹ hứa là đợi mấy chị ăn xong mẹ mở bịch kẹo này ra con chia sẻ với mấy chị nha. Bây giờ là mình sẽ lấy đồ ăn. Đồ ăn nào cũng được ha. Nghĩa là trong cái tô này thôi à. Ôi con gái ơi, xin chào con. Ôm à, kẹo hả? Con cho cô đi hả? Trời ơi kìa, anh Điền kìa. Trời ơi, cho anh Điền kẹo, anh Điền nói sao? Cảm ơn em. Ôm em cái mới được lấy kẹo. Ôi, hôn cái luôn. Kẹo bồi cho mẹ cô bị thích nữa. Trời ơi, đây. Mấy chị có thể tư vấn cho em là nếu như có một cái muỗng này chúng ta có thể bỏ đồ ăn gì lên trên đây mà ăn được 4 người mà no nhá, chỉ được một lần này thôi nhá. Bây giờ để anh sắp xếp cho nè. Rồi con trai thích ăn gì nói vào bác sắp xếp cho nè. Ok, một miếng rồi ăn cái khác đi. Rồi lấy một bác lấy tiếp cho con, muốn ăn hai cái này chứ mà má. Cái này mà nó lên là nó đầy hết là con không có để đồ ăn được. Từ từ bác sắp xếp lại. Chưa bao giờ mình cảm thấy mà mình ăn sáng khổ như vậy. Bây giờ là mẹ không được đựng trên cái này, mẹ phải đựng tất cả trên này luôn. Mình bỏ lá chuối lên nhá, cho đẹp. Rồi đi lấy đồ ăn thôi mọi người ơi. À chả lụa với trứng kia là ok. 2 miếng rồi. Em sắp như nhà hàng vậy anh thấy không? Trời ơi, beautiful. Gì nữa không ta? Được, anh sẽ có cách đựng hết. Em yên tâm, chán anh đã tính. Ăn húp à? Húp anh đã tính hả? Hết rồi. Tính chịu. Bè, chán bè ghê. Bè ăn này, chả. Chả bò ăn. Thôi kệ, chứ đâu bò đang nấu ăn gì khác. Trứng. Trứng. Thôi, anh này mì trứng á. Mì trứng bình thường mà. Anh nghĩ là cái này thôi anh một cắt ra. Một miếng chả xong một miếng trứng, một miếng thôi. Một miếng trứng. Rồi đó. Cái này là kiểu style ăn nhà hàng sang trọng nè. Đúng rồi. Nó mới gọi là ngon. Ngon đúng không? Rồi được rồi ba, sao nhiều vậy? Đã một giá mà, mình có thể làm được tất cả mà. Ba cho nó có cái thọn giữa đi. Rồi. Không, lật ngược lại. Vậy đó. Có gia đình của Nghiệp cũng thể hiện rất là rõ tinh thần nghệ thuật siếc của mình. Đấy là việc mà chồng chất các cái món đồ lên nhau một cách khéo léo và không để bị rơi. Thì cũng giống hệt như là công việc của Nghiệp biểu diễn cùng với anh trai của mình. Thì là cái vá đó được chồng chất một cách khéo léo, nghệ thuật lên nhau và không rơi, không rớt và giữ
chắc ở trong này. Và khi mà cả gia đình 4 người cùng ăn thì cũng không hề rơi ra một miếng nào. Và ăn hết cái này đến cái kia rất là logic, rất là khoa học. Bây giờ mình phải ăn trên này con ạ. Tính ra của mình rất là nhiều luôn á ba. Của mình tiện. Không, em còn ông anh nữa. Ông anh đó, ổng tới đây ổng lấy đồ ăn là đãi được cái tiệc sinh nhật ở đây luôn. Đi coi, đi vòng nhà mọi người ăn cái gì vậy? Đâu có no phải không? Phải ghé không? Có no phải không? Dạ, cái gia đình này, dạ. Ô, gia đình này quá trời luôn. Ôi, mấy giờ mọi người ăn cái gì vậy? Nhiều phê đó. Trời ơi, nhiều ghê luôn nè. Bên ổ ghế nè. Bên ghế nè. Lôi 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 lôi. Nhâm 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 nhâm. Trời ơi, cái mông quá đẹp. Ờ, rồi mọi người ăn có no không? Mọi người có chờ đợi em không? Có. Gia đình này rất là thủng thẳng. Không biết ăn sao cho hết luôn. Thôi mình đi lấy đồ ăn cho mọi người. Thôi mình đi lấy đồ ăn, mình ăn thôi. Ôi trời, ăn biết sao cho hết luôn. Không, nói vậy chứ lấy chung cho mọi người bên kia em. Mình lấy chung cho mọi người mà, mình đâu có phải vậy đâu. Không anh, ủa nhưng mà mình được lấy mấy cái? Lấy mấy hai lần. Lần hai lần hả? Hai lần thôi hả? Ít quá vậy ta? Ít quá vậy? Lấy thêm đi chồng, lấy thêm luôn đi. Gì nữa? Nữa hả? Nữa? Chủ cái mâm mình bự mà. Mắm mình xuất sắc luôn, anh bỏ con rìa ngoài này cho nó chưa? Gia đình nó à? Thôi. Trời ơi, thật là thịnh soạn. Đúng rồi, rất là biết ơn chị Vân Trang đã lấy trà bá lửa quá trời đồ luôn. Cái mâm giống mâm cổ vậy đó, giống như là nhà mình nghèo đói xong rồi bắt đầu tự nhiên mình được mời ăn cổ. Mình thấy, ồ, cuộc đời là đây rồi. Tóm lại là mình ăn trong sự mà tính toán nào là cái này để cho con, cái này để cho chồng, xong mình nhìn đói nhìn khác, xong mình được mời đi ăn dỗ vậy đó. Sao không mua, có muốn xe không? Thôi, lại đây hôn anh một cái này. Em ơi, mà chương trình ba bồi có luật, có nghĩa là người nào ăn cái của người đó nhưng mà ăn không hết là bị phạt. Em hiểu không? Lấy nhiều quá ăn không hết là bị phạt. Cái gì? Luật giao đâu, luật là phải giao luật từ đầu chứ đâu mà tới bây giờ mới giao luật. Em ơi, em coi như ổng tặng hình đi em. Chị bất chấp gì vậy? Em hiểu rồi đó. Đó vậy không? Hôm qua trả lời câu hỏi ngày mai, nhớ coi cái tập đó giùm em nha. Hôm nay em gặp chị em mới biết á là ai là nóc nhà. Tuy dụng cụ ăn sáng có hơi bất ổn, nhưng bằng sự chia sẻ, tình thương mến thương, tất cả năm gia đình đều có một bữa sáng no nê, đầy năng lượng cho hoạt động tiếp theo. Thử thách lớn không? Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Thử thách lớn không? Nhưng mà lúc này thì mọi người cũng đã hoàn thành bữa sáng hơi bất ổn từ chương trình rồi. Bây giờ chúng ta lại quay trở lại với những thử thách của ngày hôm nay. Nên bây giờ sẽ là một thử thách dành cho tất cả mọi người trong gia đình luôn. Đây. Cho Nicky hỏi là ở đây ai là có khiếu về âm nhạc, về hoạt động, các thứ nhảy nhót ạ? Trời ơi, con gan quá vậy? Bây giờ sẽ là cơ hội dành cho gọi là những dancer chuyên nghiệp trong gia đình chúng ta, đó chính là thử thách quay một MV nhảy trên nền nhạc của chương trình. Phải nhảy hả? Vâng, mỗi gia đình sẽ được đưa ra một đoạn nhạc và mọi người sẽ phải biên đạo, phải cải tổ nó, phải biến nó thành một bài nhảy, một bài múa gì đấy thật phù hợp và kết hợp lại với nhau. Thì bây giờ đoạn nhạc sẽ được chia nhỏ ra, mỗi gia đình sẽ có 15 giây để biên đạo. Gia đình Queenie đầu tiên ạ. Tiếp theo đoạn nhạc 15 giây dành cho gia đình Hùng Tâm, xin mời. Mười lăm giây tiếp theo dành cho gia đình Nina.
không đâu, cho mẹ luôn là người dân được. 15 giây tiếp theo dành cho gia đình Cobin. Khúc này là của nhà mình nha. Mẹ chỉ cho, mẹ chỉ cho. Nè. Từ từ nha. Thật lớn không? Đó, động tác đó hay quá. 15 giây dành cho gia đình Bona, xin mời. Bona nhảy nha. Dễ thương quá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với 15 giây mà mọi người sẽ nhảy chung với nhau ạ. Và còn một điều nữa, đó chính là mọi người sẽ cùng nhau, cùng tất cả các thành viên trong gia đình lựa chọn một background, một phông nền thật là đẹp để có thể quay lại cái sản phẩm của mình. Và sau đó thì bên chương trình Thử thách lớn khôn sẽ ghép lại tạo thành một MV của tất cả mọi người trong mùa này. Và thử thách của mọi người sẽ được thực hiện trong vòng 90 phút. Mọi người ơi, mọi người cùng hô sẵn sàng để bắt đầu nhá. 1, 2, 3, sẵn sàng! Ba mẹ yêu thương, nên con phải chăm học. Mà sao, người thông minh. Cái chân không ai phát hiện. Đúng rồi. À, đúng cái chân con duỗi xuống vậy hả? Con giờ con muốn duỗi hay con muốn đá lên à? Con quen sao? Con quen chị. Rồi, rồi, mẹ làm vậy luôn, ba. Duỗi chân nha ba. Hả? Duỗi chân vậy luôn mẹ cũng được hả? Nó lộ mà đâu có gì đâu em. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Đúng ba, đúng rồi. Thôi à. Rồi cười cái à. Cười này, cười. Hay gì mình đưa hai này lên. Ok, ba biết này làm được mà, này vui được mà, đúng không? Okay, mấy chú nè. Đứng đợi kìa, bây giờ con ba chỉnh không muốn mấy cô, mấy chú đứng đợi mình này, không? Con cười dễ thương cho mấy cô, mấy chú vui thôi, mấy cô, mấy chú đứng nắng nãy giờ kìa. Thử thách lớn khôn. Yeah. Từ nay con sẽ lớn khôn. Bước đi không dài còn nhiều phía trước. Và con sẽ không buồn đâu, có mẹ luôn là người dẫn. Cần mạnh mẽ chút thôi, một chút nữa thôi, sẽ không có gì là khó. Con tự tin vào chính mình, giúp con hạnh phúc hạnh phúc. Thử thách lớn khôn. Yeah. Yeah. Cái đi, cái cho nó hết buồn nè, lẹ đó ư. Yeah. Rồi. Tay này thì bên nào? À, bên mạnh này. Mẽ như vậy. Dạ, cái này nữa? Trước đúng không? Cái này trước đúng không? Chỉ mẹ với. Tay này. À tay này là tay này là chân rồi con. À, con tay này là chân nào con? Tay này là chân nào? À tay này là chân dạ, này. Dạ tay kia là chân kia đúng không? Tay này là chân nào con? Chân kia. Ok rồi. Mẹ hiểu rồi, xong rồi tiếp tục là động tác gì nữa? Làm cái đó xong rồi tới động tác gì nữa? Một chút nữa thôi, mình làm sao một xíu được không? Mình làm giống vậy được không? Một xíu giống như mẹ nói á. Rồi ba với mẹ làm thử con coi nha. Không phải luôn hả? Chứ sao con? Ai vậy á hả? À mạnh lên, mạnh mẽ là phải mạnh lên vậy phải không? Ok rồi. You want to play this playground with me? Do you want to push the scooter home? But it's broken. But I can fix it. After we're done, I can tell someone to fix it. It's very easy. It's all about your mind. Con nhớ không? It's all about your mind. Your mind can tell you what to do and your mind can do it. Your mind say you want to do it, but you just don't want to do it. Lina,
Không muốn làm, mặc dù là bên trong của con Phương biết là con muốn làm và con sẵn sàng làm. Nhưng mà Lina vẫn đang ở trong cái giai đoạn là đang tìm hiểu mình, tìm hiểu người khác, xem cái quyết định của mình có ảnh hưởng đến quyết định của người khác hay không, xem mình có tác động được đến bố mẹ hay không, hay là xem là mình có nên nhượng bộ bố mẹ hay không. Nhưng mà Lina đang ở trong cái giai đoạn hiểu về mình, hiểu về cái quyền lực của mình cũng như quyền lực của bố mẹ. Chính vì vậy là bạn ấy cứ kéo dài cái thời gian từ chối hợp tác với mẹ. Ok, 10, hết. Thôi mẹ ra không ấy nữa. Thôi mẹ trả anh nữa. Cái lúc mà Phương bảo thôi nếu mà con không ấy như thế thì mẹ sẽ đi đây. Mẹ cũng không muốn làm gì nữa đâu. Mạnh mẽ và quyết liệt như thế khiến cho bé cảm thấy là thực sự là mình có nên cứ cương quyết theo cái cách của mình hay không, hay là mình chỉ cần phối hợp một tí với mẹ là mọi thứ đã xong rồi. Điệt thế. Không phải làm thế. Đây nào, somebody say something. Điệt thế. Sao mà phát. Thử thách nhảy với nhạc có vẻ đơn giản, nhưng hóa ra lại có chút khó khăn với các ông bố, bà mẹ. Không biết thành quả cho sự nỗ lực này là như thế nào đây? Cùng chờ đợi siêu phẩm đáng yêu tại đêm tiệc trưởng thành sẽ diễn ra ngay bây giờ nhé! Thử thách lớn không?